Hello mọi người, vâng để mình xem team bạn có những ai. À đồ có Yến Nhi này, Cẩm My này, ui giời ơi, toàn gái thôi. Cái gì mà ok ra rào nhé, ok ra mic, what the hell, tôi là ai? Bọn này lại gạ chơi dao nữa rồi anh em ạ. Thôi xong rồi, mất toi cái clip đang hay, mệnh nữa. Vâng, được cái kèo gặp toàn gái thì bị chúng nó giở cái trò đồi bại đấy. Những cái trò mà không bắn nhau, chúng ta chỉ cần ra chém chém nhau cái là win. Rồi, mày thích thể hiện này, con lợn này tìm khốn nạn. Thì mày bắn không bắn cứ thích chơi dao mà. Cứ đi trận nào trận đấy là cứ gạ chơi dao. Này thì dao này, tụi mày sao cứ thích chơi dao. Thích chơi dao này, sao bị gạ này cứ thích chơi gạ lại. Này thì gạ lại này. Nói cho nốt trận này mình là ra bắn trận khác thôi. Trời ơi. Rồi. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 DF. Ấy chứ nhầm, M41 ít mát. Vâng, cảm giác cầm nó như là khẩu M41 DF vậy nên mình hay bị nhầm. Đấy, chúng ta sẽ đi vào khu vực hầm B. Phải một những bước chân nhẹ nhàng ấy. Chúng mình chạy mà nhìn nhẹ nhàng đâu nhỉ? Rồi, không có thằng nào vào hầm B. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến vào khu vực mid. Đấy, anh em ăn rất là nhiều mạng ở khu vực mid. À đâu, bị ăn chứ nhở? Sorry mình nhầm à, bị mất hai mạng rồi, cái tội lao lên. Úi trời ơi, lại mất thêm một mạng nữa. Còn tên khu vực cao A, cao hẻm A. Cho mình sẽ không dám lao lên đâu. Bây giờ mà lao lên thì y rằng một mã đạn nó tương vào mồm thì làm sao mà chơi được. Tại cái team kia thì thực sự là nó đi phòng nào thì nó gạ cận chiến phòng đấy, nên mình sẽ qua chỗ khác mình chơi đấy. Thì đây phải như thế thôi. Đâu rồi, nó bắt đầu đi vào khu vực A rồi, thì mình sẽ bắt đầu tiến vào đấy. Đấy này thì ai con lợn đấy. Rồi, hai mạng cực kỳ là đơn giản như đan rổ thôi. Bom ở đây luôn, chật. Cái gì vậy? Bạn cầm khẩu gì đấy? Ôi trời ơi, tanker à? Ok. Rồi, tôi xong rồi. Một thằng ở đây. Một thằng trong A. Trong A này, con lợn này. Úi trời ơi, thích không? Hai thằng luôn. Thì mệnh bây giờ sao ấy? Thằng nào lên? Ơ cái đầu xanh. Không thấy mà nó bắn chết này. Mình cứ tưởng cầm tanker chứ nhở. Hoài thế. Vâng, cái pha đấy mà biết nó cầm sniper thì mình chỉ canh cái thằng ở con trong hẻm A thôi, chứ mình không thể canh cái thằng cầm sniper được. Thì tiếc quá, đầu tiên nó lao vào nó cầm rifle mà, súng rifle mà. Nó sấy mình. Cái đấy nào. Nó chuyển sang sniper kinh vãi nồi. Vâng, cái pha đấy thì chết nhảm quá. Không sao, mình sợ hai thằng nó cầm súng nó đẩy lên hai từ hai hướng một lúc thì mình phải chết map liên tục, chứ không có thể là kênh từ một hướng được. Ai biết là nó cầm sniper. Thôi anh em bình tĩnh thôi, đừng đẩy lên nhà nó. Rồi đậu xanh, thanh niên kia lại đẩy sang khu vực hầm B và đẩy lên nhà nó rồi kìa, kinh vãi nồi. Vâng, đồng đội thì ở nhà hết thì mỗi thanh niên đấy đi lên nhà bạn này không biết làm cái gì trên đấy. Rồi, chết này. Đấy, trời ơi. Sorry, mình quên thông báo. Rồi, bây giờ không có mic thì cũng chịu thôi. Không thể thông báo là trên đầu mình có người được. Rồi, mình đã trả thù. Ui, ui. Một mả người là kinh quá. Mày xuống này. Rồi tôi xong rồi. Cày thế. Quả xám ấy nhở. Vâng, đồng đội mình chết xám thế. Để còn mỗi mình. Vâng, không sao. Thằng kia bắn hay đấy. Vâng, ở bọn team mình thì đang sủa rất là nhiều. Vâng,
nói đùa thế thôi. Anh em chửi rất là nhiều. Tại vì team bạn thì cứ thủ ở nhà, mà team mình thì phải đẩy lên. Đấy, đâm ra là chết hết. Bây giờ đã hiểu được cái sự việc rồi. Vâng, rất là xàm lờ, xàm lông. Team bạn thì không dám đẩy lên, mà chỉ dám ở nhà thủ. Còn team mình thì tham mạng ấy, lao lên cái là chết hết. Đấy, thôi bình tĩnh ở nhà thôi, không cần lên làm cái gì cho mệt người. Vâng, nếu mà anh em thích lên thì mình sẽ sẵn sàng cover. Mày thích lên này. Rồi, thằng đồng đội của mình đã chết trên khu vực nhà của đối phương. Hay làm DM. Rồi sao chết hết thế này? Lên thôi bạn ơi. Đó ở cuối à. Rồi, thằng kia lên rồi, mình sẽ có nên lên không ta? Họ đi chậm. Chậm rẽ như cô gái 18. Vâng, cô gái 18 chắc cũng xìn xịt như ai đấy. Chứ không chậm rãi như này đâu. À, cuối này. Mày thích à? Vâng, thanh niên quay tay ở khu vực cửa B. Cửa hầm B. Gạt. Vâng, toàn thủ nhà thôi, bọn này nó thủ nhà thôi mà nó cũng hơn. Kinh vãi nổi. Vâng, tụi mình đang chơi kiểu như là đổi vị trí cho nhau rồi. Tụi mình là Blacklist, còn team bạn là Goboris. Đấy. Vâng, em bình tĩnh thôi. Đứa chơi kiểu đẩy như thế, tụi mình lại sấp mặt lờ ấy. Rồi, thanh niên lao ra và lấy cho mình được một mạng. Rất là tuyệt vời. Không có ai. Khẩu này thì tuy nó bắn giống khẩu súng M41DF nhưng mình cũng khá là thích. Vì cái dòng rifle thì bắn nó cũng được, chứ không nó không khắm. Vâng. À này. À, nó lấp ló kìa. Con lợn này mới lấp ló à? Úi trời ơi, thủ nhà. Úi ôi, chết rồi. Rồi, một bé, còn một thằng nữa. À, slip này con. Thích slip lắm à? Vâng. Sorry bạn. Cái tội slip. Thằng đấy slip hay đấy. Vậy, pha đấy nó đục bênh cả hàng. Cái đoạn trên hẻm A ấy nhở? Không biết là nó là nó hay ai. Mình thấy nó đục kinh vãi. Úi trời ơi, cái tội lao lên này. Ấy, thủ nhà thôi bạn ơi. Lao lên nó không ăn được tụi mình đâu. Khó lắm. Còn mấy team này thì cũng hơi xàm xàm thôi mà. Tự dưng lại thua kinh vãi. Vâng, ép chết người ta thì ép không được. Đấy, các bạn thấy không ạ? Bên kia người ta snip rất là hay. Phải công nhận là hay đấy. Rồi, đi chậm bắt đầu lên nhà bạn để ép chết bạn đây rồi. Vâng, để cho bạn sống với. Đấy, cái tội. Bảo để cho bạn sống với rồi. Trời yếu này. Một bé yếu. Còn một thằng nữa thôi. À, thấy rồi. Trời ơi. Này thì bắn sấy này. Mình không thấy thôi. Chứ còn mà thấy thì kiểu gì nó cũng yêu vào hết rồi. Mình chỉ việc ăn thôi. Tại vì team mình ấy, nó đẩy lên là bọn kia nó yếu hết rồi. Còn team mình thì chết hết. Đấy. Team bạn chết 3 mà team ta là chết hết ấy. Thích lao lên không? Thích thì cứ lao lên thôi. Tụi mình sẵn sàng xả đạn. Đấy, nếu mà bạn thích. Rồi, Huy MTP đã phải nằm xuống rồi. Bạn ấy thật là vi diệu. Vâng, cứ thích đứng giữa nòng súng của 3Z thôi. Một cái sở thích cực kỳ là lạ người. À, mày xông lên, xông lên. Úi dồi ôi, KS mạng. Vâng, tốc độ bàn thờ rồi. Không biết nó đứng từ đâu, KS mạng hay thế. Vâng, bạn kia KS mắc hay. Vâng, team mình đang rất cay bọn này anh em ạ. Rất cay. Cứ chửi là nói vui là cứ sủa là team bạn là cứ thủ nhà thôi. Rất là vui. Ức chế đúng rồi. Nó thủ nhà mà.
Còn team Mỹ thì thấy nó gà mà nó không đẩy sang thì cứ thấy là đợi lâu ấy. Thì lại à, vẫn còn này. Vẫn còn này. Đấy, thì nhiên thủ nhà đây, vẫn còn thủ nhà. Trong khi team của bạn thì đã đặt bom rồi. Vâng, team mình nó bắt đầu không thích lên nữa. Khá là mệt mỏi rồi. Ở đâu ấy? Thùng nào? Thùng nào? Cái định mệnh. Ồ, yếu rồi. Yếu rồi kìa. Yếu rồi, trời ơi. Trời ơi, tiếc thế. Vâng, yếu rồi. Không thể la liếm được. Trận này xàm quá. Vâng, không thể la liếm được. Cay. Vâng, chắc là nốt trận mình sẽ kết thúc clip thôi. Tại vì cũng khá là dài rồi. Mình nghĩ anh em bắt đầu chuyển qua thủ rồi. Bảo mình chuyển qua thủ nhà. Thế thì chắc là mình sẽ biết là nó không còn có gì vui đặc sắc nữa. Tại vì khi mà thủ nhà ấy thì mình sẽ không thể kiếm được kill. Không thể làm được gì vui vẻ hơn khi mà thủ nhà. Thủ nhà nó chán lắm anh em ạ. Đấy, đẩy thì nó vui hơn nhưng team nó xàm xàm hơn. Đấy, nghịch như thế này thôi. Team bạn thì chắc chắn là đang ở nhà rồi. Ý, là gì đấy bạn? Thanh niên bảo mình bị điên. Phải nồi. Thì mệnh. Cái gì đây? Ở chứ, nốt trận này mình nghỉ thôi. Anh em bắt đầu chuyển qua thủ nhà thì mình biết là hơn rồi. Có gì đâu. Thì bạn có phải là hay đâu. Chẳng qua team mình đẩy qua nhà bạn thôi. Chứ còn mà thủ nhà thế này thì win đâu khó. Xàm xàm. Lại bắt đầu xàm rồi anh em ạ. Mắc xàm ấy chứ. Vâng, từ đó đâu. Vẫn chứ, bọn này vẫn là thủ ở nhà. Cay. Kinh vãi nồi. Vâng, đã thủ nhà rồi còn khiêu khích qua đây nữa chứ. Nghe rất là cay. Vâng, tụi mình cứ ở nhà thôi. Đấy. Ở nhà trôn như này thôi. Ai. Thế như này. Đậu phộng. Sao lại chửi tôi điên. À, nó vào đây. Được. Kiếm mạng nào. Thì mày. Đẩy này. Tụi mày thích đẩy không? Thích đẩy không? Thích đẩy cái gì? Thích mi. Các bạn thấy chưa? Team mình thủ nhà thì rất là chắc. Cơ bản là đẩy sang team bạn thì lại không được tốt thôi. Cho mình xem kết thúc clip tại đây. Bye bye mọi người.